chung tay cùng xã hội chăm lo Tế Quý Mão 2023 cho người dân, chùa Hòa Hưng thôn Thạch Kiều xã Tam Xuân 2 huyện Núi Thành đã kết nối và vận động quý nhà hảo tâm về tặng quà cho người dân tại chùa và tại xã Bình Đào huyện Thăng Bình vào ngày 8 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng Chạp nhâm dần. Tại buổi trao quà, Đại Đức Thích Thông Hòa, Phó Thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, Giám tự Chùa Hòa Hưng đã thăm hỏi chia sẻ với người dân gặp khó khăn trong sản xuất do đợt mưa dầm trong những ngày cận Tết. Đại đức hy vọng những suất quà này sẽ một phần nào đó giúp bà con có một cái Tết ấm áp. Đại diện chính quyền địa phương và đoàn từ thiện cũng có lời chúc Tết đến bà con. Đoàn đã tặng 100 suất quà gồm bánh kẹo, mứt, thực phẩm và phong bì tiền mặt, trị giá mỗi suất là 300.000 đồng. Cùng ngày đoàn từ thiện chùa Hòa Hưng đã đến xã Bình Đào tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho bà con nơi đây đón Tết. Các xuất quà do Phật tử Đặng Duy Nhân, người con quê hương Đà Nẵng đang sinh sống tại Mỹ Quốc và đoàn huyền cảnh Pháp Lâm phát tâm tài trợ. Trong những ngày này, sự sẻ chia của quý Phật tử nhà hậu tâm xa gần đến với người dân đã thể hiện tâm từ rộng lớn là niềm hoan hỷ của những người con Phật vào dịp Tết đến xuân về.